bạn trở lại với kênh Nhau Video Hoàng Mai. Trong một bộ mic MVS 300 đầu năm 65 là người đến anh Lan và tại Hải Phòng. Còn ca khúc khá là quen thuộc của em Cao đó là Hành Trang Giã Từ, khá là lâu rồi. Chúng ta hãy đeo tai phone để cảm âm chi tiết tiếng mic sen trồng tại nước Đức các bác nhé. Xin mời tất cả bác và đừng quên hãy tặng cho em Cao xin một like. Đêm đã dần trôi, có phải đây là giờ ta xa cách? Ai biết ai về, lặng im cúi đầu chờ câu nói thương người. Đêm thương mê ngoài kia, trời đông đã lên rồi. Bao lớp người đi, đầu mây chân gió vang lặng gành sông hồ. Còn bao lâu nữa, xin em tôi hơn rồi. Đây gói hành trang xếp lại cho tròn, để anh đi nhé. Xin chớ buồn vì trong những ngày dài anh vắng bên em. Hôm nay tay cầm tay mình chưa nói chi nhiều, trong lúc tạm xa rồi đêm khuya vắng em chờ giấc mơ màng. Là khi em thấy nhiều hương, anh xin trời đừng cho mưa rơi rơi, đừng cho lê hoe bờ mi cười. Nếu biết xuân không xa thì giảm bớt chi nhiều, mà một khi anh đã hứa yêu em thì đời còn những lúc xung vầy. Xa chi bao cánh ngắn sau này, giây phút biệt ly chớ để tâm lặng câu lưu linh. Anh hứa đem về mùa xuân vẫn thần lửa trên má em. Nhưng xin em đừng quên từng đêm dũng vang về, trong giấc ngủ say là khi anh đã dâng buồn sống cho đời và cho đôi lứa đẹp ương. Các bác vừa thưởng thức rồi một ca khúc và Hành Trang Giã Từ, cũng là lúc mà phải chia tay với một bộ mic Sennheiser G4 MVS 300 đầu 865. Mic này thì nguồn gốc là sen được trồng ở nước Đức các bác nha. Đừng quên đã tặng cho em Cao xin một like và xin cảm ơn anh Lam rất là nhiều. Hello em Cao, xin chào tất cả các bác trở lại với kênh Cao Duy Mèo Hoàng Mai. Hiện nay em cũng đã đi gang và đã bỏ siêu ra ngoài. Đây là một bộ mic Sennheiser G4 EVK 100 đầu 865 và em Cao cũng bắt đầu tiến hành dán tem gửi tới bác Lam ở tại Hải Phòng. Mới nguyên hộp các bác nha. Mới nguyên hộp rồi. Đó. Đây là cái deceiver. Đó. Deceiver mới nguyên hộp các bác nha. Đó. Và tiếp đó là một tay mic. Đó.
sen thì em Cao cũng dán tem luôn, và em Cao quay để đỡ phải lóng ngóng nữa. Đây là sen laser mới nguyên hộp, nguyên đai nguyên kiện luôn các bác nhá. Đó, EVK 300. Dòng này thì xin chia sẻ với tất cả các bác rằng nếu như chúng ta hát ở phân khúc gọi là cao cấp cho gia đình là cũng rất là hay rồi, còn những bộ 5.200 thì nó là những tuyệt phẩm rồi các bác nhá. Của em Cao thì các bác mua, có một bác hôm trước ở trong Cà Mau thì bác cũng đã mua nhầm phải hàng, thì bác quay lại và bác mua ủng hộ em Cao. Và đây là đầu 865, hàng xuất sắc luôn các bác nhá. Đó, 865 này. Đấy, Orozin nguyên đai nguyên kiện, tất cả các thứ đều Orozin hết các bác nhá. Đây là nguyên đai nguyên kiện, và xin chia sẻ với tất cả các bác rằng chúng ta hát những bộ mic này sau một thời gian ngắn ngày 15-20 ngày thì chúng ta cũng sẽ không thể hát được sang mic tàu, em khẳng định với tất cả các bác thế. Mới thì chúng ta một chút vẫn còn cứng cáp lạ với những dòng mic này, nhưng khi chúng ta mà đã quen hơi rồi, bén rồi thì chúng ta rất khó để chúng ta có thể chuyển sang mic tàu chúng ta hát. Đôi khi chúng ta hát những chiếc mic tàu thì nó khá là lịch tiếng và dễ hát, nhưng khi chúng ta đã chơi chuyên sâu, chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp thì chúng ta chơi những dòng này thì đó là những cái gì mà chúng ta gọi là nghiện đấy. Tại sao em Cao vẫn nói với các bác rằng hát những dòng cao cấp này nó sẽ nghiện, tại vì cảm giác được tiếng khào, tiếng khàn. Bộ dàn có đắt đến mấy hơn nữa nhưng mà không có những tay mic xịn thì chúng ta không bao giờ ra được, nếu như bác nào yêu cầu hát. Còn những bác nào bảo thôi thế nào hát cho nó xong thì em không dám nói các bác nhá. Cho nên nếu như chúng ta mà có điều kiện thì lên sắm cho mình những tay xua sen hàng xịn, chúng ta hợp chất âm nào thì chúng ta có thể chơi chất âm đấy. Nhưng mà khẳng định với các bác rằng không bao giờ là sai một chút nào và không bao giờ thất vọng đâu. Chúng ta sẽ cố gắng luyện một chút thôi thì chúng ta sẽ trở thành gần thành ca sĩ các bác nhá. Chứ các bác mà thành ca sĩ thì em Cao không thích đâu. Đó, đó, thành ca sĩ thì là bỏ vợ bỏ con đi vào showbiz chết các bác nhá. Cho nên chúng ta chỉ gần thành thôi, là chúng ta hát là chúng ta cảm giác được, cảm nhận được tiếng khào khàn đến từ nước Đức. Đây là dòng 300 cao cấp hơn 100, và receiver thì đây các bác nhìn này, khá là nhỏ gọn và tinh tế. Các bác nào quan tâm tới những dòng sen này thì liên hệ em Cao. Và chia sẻ thêm một chút nữa, những chiếc đầu này thì chúng ta phải chọn chính xác để chúng ta với vừa phù hợp với tiếng hát của chúng ta. Cho nên đôi khi 965 Lumen chưa chắc đã là hay, vì rất khó hát tiếng đấy, rất khó bật. Bật làm sao ạ? Hơi mạnh khỏe thì nó rất là hay, nhưng mà nếu mà chúng ta hơi yếu một chút thôi thì chúng ta cũng không thể cố chơi được những các cái dòng cao cấp kia. Còn em không nói là nó không hay, và nó phải phù hợp với mình. Cho nên là các bác đi mua mic đôi khi các bác phải xem cho nó kỹ cái tiếng của mình, cái hơi của mình nó tới đâu. Chứ đôi khi những đầu cao cấp quá thì chúng ta rất khó hát, chứ không phải là nó không hay. Chúng ta cũng phải có sức, phải có lực thì nó mới ra được, thì nó mới hay được. Còn chúng ta cứ hát 965, 945 hoặc 865 thì là quá là hay rồi. Phân khúc gia đình thì rất là hay luôn các bác nhá. Ok rồi, xin mời tất cả các bác cùng em Cao sẽ đến với một ca khúc Hành Trang Dã Từ, xin gửi tới anh Lam ở tại Hải Phòng. Xin cảm ơn anh rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào clip gần nhất của em Cao. Và một chút chia sẻ để cho tất cả các bác cùng đi mua chơi mà không phải Cameroon, chúng ta có thể gọi theo số máy để em Cao tư vấn trực tiếp cho tất cả các bác những dòng mic, vì em Cao đã bán quá nhiều dòng mic sen cũng như là xua cực kỳ cao cấp, cho nên là có rất nhiều các cái trải nghiệm mà có thể chúng ta mất tiền mà chúng ta không biết. Ok chưa ạ? Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào clip gần nhất của em Cao. Ngay sau đây xin mời tất cả các bác cùng sẵn tai nghe em Cao hát là một ca khúc Hành Trang Dã Từ khá là lâu rồi, trở lại một ca khúc cực kỳ quen thuộc của em Cao. Đừng quên hãy tặng cho em Cao xin một like. Bác nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn nút đăng ký kênh Cao JBL Hoàng Mai. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.